Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay khối không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp tất cả các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ, một số các khu vực phía Bắc Trung Bộ và các tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ngày 23 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, về đêm và sáng trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Dự báo xa hơn từ khoảng ngày 25 tháng 10, nhiều khả năng các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ sẽ đón một đợt mưa rào và dông lớn trên diện rộng. Với khu vực Trung Bộ, sau những ngày mưa tạm giảm và có nắng trở lại, thì từ đêm nay ngày 22 tháng 10, mưa lại có xuống gia tăng trở lại dọc các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Khả năng sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ở khu vực phía Nam Trung Bộ, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên ở khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa vượt ngưỡng trên 50mm, như là khu vực Phú Yên 50mm, Khánh Hòa 110mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ngày 23 tháng 10, ở khu vực phía Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa dao động trong khoảng từ 30 đến 50mm. Thời gian diễn ra mưa dông tập trung về chiều và chiều tối, còn ban ngày trời vẫn sẽ có nắng gián đoạn. Ở phía Nam, với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tại đây do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình, nên sẽ tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối, còn vào ban ngày trời vẫn sẽ có nắng. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 23 tháng 10. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 24 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2. Sáng sớm và đêm trời lạnh, ở vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, ở phía Bắc có mưa vài nơi, về chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, ở phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông bà con cần hết sức đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ở phía Bắc trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ở phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Trong mưa dông bà con cần hết sức đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng về chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông cần hết sức đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng về chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông cần hết sức đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.